bà Hoàng Phòng Trà và vũ trường thập niên 60 cũng không tránh được con đường lưu vong. Được trung tâm Asia thu nhận nhưng vẫn không thể trở về thời kỳ Hoàng Kim. Mối tình lay ba huyền thoại với ông tướng Không Ai Bỉnh Lộc và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh khiến Minh Hiếu trở thành một hồng nhan họa thủy. Biết bao dị bản về mối tình của Minh Hiếu tiết lộ sự thật như thế nào? Hôm nay hãy cùng kênh tìm hiểu nhé! Minh Hiếu đã vang danh khắp các phòng trà từ những năm 1960 khi chỉ mới 16 đến 17 tuổi, trở thành một trong những nữ ca sĩ nhạc vàng thế hệ đầu tiên được yêu thích nhất thời bấy giờ. Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, Minh Hiếu phải phụ giúp cha mẹ lo toan gia đình. Chính cơ duyên tham gia lớp học thanh nhạc tại Sài Gòn đã mở ra bước ngoặt cho cuộc đời cô, đưa cô đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên sau giải phóng, Minh Hiếu lại quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát theo chồng, để lại nhiều tiếc nuối cho những người hâm mộ. Minh Hiếu, tên thật là Nguyễn Thị Minh Hiếu, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1944 tại Sài Gòn. Khi mới 13 đến 14 tuổi, gia đình cô chuyển lên Bình Long sinh sống. Mang trong mình dòng máu nghệ thuật từ cha, nghệ sĩ Văn Ba, chuyên về hát chèo và hát bội, Minh Hiếu sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 1959, cuộc sống gia đình Minh Hiếu gặp biến cố lớn khi mẹ cô lâm bệnh nặng rồi qua đời. Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai người con gái trẻ. Vượt qua nỗi đau mất mát, Minh Hiếu tự mình gánh vác mọi việc nhà, phụ giúp cha trong hoàn cảnh khó khăn. Tháng 5 năm 1960, mang theo ước mơ âm nhạc ấp ủ bấy lâu, Minh Hiếu xin phép cha xuống Sài Gòn để theo học lớp đào tạo ca sĩ, được giảng dạy bởi các nhạc sĩ tên tuổi. Nhờ có kinh nghiệm sân khấu từ quê nhà, cộng với sự nỗ lực, chỉ sau một năm, Minh Hiếu đã trở thành cái tên thu hút sự chú ý của giới âm nhạc Sài Gòn. Đầu thập niên 1960, Minh Hiếu vụt sáng thành một trong những ca sĩ trẻ được yêu thích nhất Sài Gòn. Giọng hát ngọt ngào, truyền cảm cùng phong cách biểu diễn tự tin, đầy cuốn hút đã giúp cô chinh phục trái tim khán giả qua từng đêm diễn tại các vũ trường lớn như Tự Do, Bồng Lai, Anh Vũ, Hòa Bình, La Si Gan. Sự nổi tiếng của Minh Hiếu không chỉ dừng lại ở các sân khấu Sài Gòn. Các bản thu âm của cô được phát hành rộng rãi và nhanh chóng trở thành những hit đình đám thời bấy giờ. Đĩa nhạc của Minh Hiếu liên tục đứng đầu bảng xếp hạng, trở thành cơn sốt trong giới yêu nhạc, khẳng định vị trí nữ hoàng nhạc vàng của cô trong thập niên 1960. Sự nghiệp của Minh Hiếu đang ở đỉnh cao thì bất ngờ rẽ ngang khi cô kết hôn với tướng Vĩnh Lộc, tư lệnh vùng 2 quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Quyết định này khiến nhiều khán giả hâm mộ nuối tiếc vì một giọng ca tài năng phải rời xa sân khấu ở độ tuổi đôi mươi. Kể từ cuối thập niên 1960 và sang thập niên 1970, Minh Hiếu gần như vắng bóng khỏi làng nhạc. Các bản thu âm trước năm 1975 của cô chỉ còn lưu lại trên đĩa nhựa, không có trên băng cối. Chuyện tình cảm giữa Minh Hiếu và tướng Vĩnh Lộc luôn là chủ đề bàn tán với nhiều giai thoại khác nhau. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất là việc tướng Vĩnh Lộc vì say mê nhan sắc của Minh Hiếu mà sao nhãn nhiệm vụ, dẫn đến sự nghiệp sau này đi xuống. Bên cạnh đó, mối quan hệ mập mờ giữa Minh Hiếu và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng thu hút nhiều sự chú ý. Từ năm 1962 đến năm 1965, Minh Hiếu gặt hái nhiều thành công khi thu âm các ca khúc nhạc Lính trên đĩa nhựa. Cô thường xuyên đến các tiền đồn biểu diễn cho lính nghe theo lời mời. Năm 1965, trong một lần đi hát ở Pleiku, Minh Hiếu gặp gỡ tướng Vĩnh Lộc. Khi ấy, tướng Vĩnh Lộc đã có vợ và bốn con, nhưng vì say mê Minh Hiếu, ông đã quyết định ly hôn và cưới cô làm vợ. Một phiên bản khá đen tối về chuyện của Minh Hiếu và ông tướng Không Ai Vùng Cao Nguyên mà có lẽ mọi người từng nghe qua. Chuyện rằng nhiều người nói khi gặp gỡ tướng Vĩnh Lộc lần đầu tiên tại Pleiku, Minh Hiếu nhận ra ánh mắt say đắm của ông ta dành cho mình. Biết rõ Vĩnh Lộc đã có vợ con, nhưng Minh Hiếu lại chủ động trong mối quan hệ này. Sau vài tuần tán tỉnh qua điện thoại, Minh Hiếu đồng ý đến gặp Vĩnh Lộc một mình. Vĩnh Lộc vốn tự đắc về bản thân và tin rằng mình có sức hút không thể cưỡng lại, hân hoan vì đánh đổ được mục tiêu hấp dẫn. Chỉ sau một tháng, không cần bất kỳ lý do chính đáng nào, Vĩnh Lộc đã ký quyết định phong cho Minh Hiếu cấp bậc hạ sĩ danh dự. Việc này tạo cơ sở để Minh Hiếu có mặt hợp pháp tại Pleiku để dự lễ gắn lon. Sau này, khi chia sẻ với Asia, Minh Hiếu đã nói rằng đây là phần thưởng quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Hiểu rõ Vĩnh Lộc là người mê tín, Minh Hiếu đã chủ động đề nghị cùng ông ta đến gặp thầy Hoàng Chim để xem bói về chuyện tình duyên của họ. Ngay trong lần gặp đầu tiên, Vĩnh Lộc đã hoàn toàn khuất phục trước thầy Chim bởi những lời phán đoán trúng phốc về những bí mật thầm kín nhất của ông ta. Thầy Hoàng Chim phán rằng Minh Hiếu, tuổi Nhâm Ngọ, kết hợp với Vĩnh Lộc, tuổi Bính Dần, sẽ mang lại cho ông ta vận mệnh vượng phu ích tử. Thầy còn phán rằng mạng Vĩnh Lộc thuộc Lưu Trung Hỏa, còn Minh Hiếu thuộc Dương Liễu Mộc, Mộc Sinh Hỏa, ngụ ý rằng nếu hai người kết duyên sẽ giúp Vĩnh Lộc đạt được đỉnh cao công danh. Vốn đã say mê Minh Hiếu,
nay được lời thầy phán khích lệ, Vĩnh Lộc càng có cớ để tự dối lòng, quyết tâm bỏ vợ con để đến với Minh Hiếu. Minh Hiếu đắc thắng, trở thành phu nhân của vị trung tướng tư lệnh quân đoàn và từ bỏ nghiệp ca hát. Tết Mậu Thân năm 1968, trong bối cảnh chiến sự căng thẳng, các chỉ huy quân sự được yêu cầu không rời nhiệm sở để đề phòng bất trắc. Tuy nhiên, Vĩnh Lộc đã ngang nhiên bay về Sài Gòn ăn Tết cùng Minh Hiếu, bất chấp nhiệm vụ. Pleiku và nhiều đô thị khác bị quân giải phóng tấn công dữ dội. Một bản báo cáo tố cáo Vĩnh Lộc bỏ bê nhiệm sở trong lúc dầu sôi lửa bỏng để vui thú ái tình đã được gửi lên cấp trên. Hậu quả, Vĩnh Lộc bị cách chức tư lệnh quân đoàn 2. Có thể nói, Minh Hiếu là một trong những nữ ca sĩ thế hệ đầu tiên của dòng nhạc vàng cùng với Trúc Mai, Thanh Thúy, Phương Dung. Tuy nhiên, xét về giọng hát và độ nổi tiếng, Minh Hiếu phần nào lép vế, một phần cũng do cô sớm từ bỏ ca hát. Tuy có chút tiếng tăm và cơ duyên khi mới vào nghề, được nhiều người nâng đỡ, Minh Hiếu lại không được đánh giá cao về giọng hát và tài năng thực sự. Giọng hát của cô thiếu đi sự đặc trưng, khiến cô không thể bật lên giữa dàn ca sĩ đình đám thời bấy giờ. Dẫu vậy, Minh Hiếu vẫn ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những ca khúc nổi tiếng như Hoa Trinh Nữ và Biển Tình của hai nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Lam Phương. Những ca khúc này cho đến nay vẫn được nhiều người yêu thích và thường xuyên được trình bày trên các sân khấu âm nhạc. Tình duyên của Minh Hiếu cũng khá phong phú. Trước khi kết hôn với tướng Vĩnh Lộc, cô đã có một mối tình sâu đậm với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, được nhiều người đồn đoán là người tình chưa cưới. Tuy nhiên, mối tình này đã kết thúc dang dở khi Minh Hiếu quyết định theo chồng bỏ ca hát. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh từng rất giận dữ và làm loạn một thời gian khi biết tin Minh Hiếu theo chồng từ miệng của các đối thủ chính trị của tướng Vĩnh Lộc. Hoa Trinh Nữ là một ca khúc đặc biệt được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác dành riêng cho Minh Hiếu vào năm 1967. Ca khúc thể hiện tâm trạng của một người lính khi nhìn thấy cành hoa trinh nữ và nhớ về người yêu ở xa. Theo chia sẻ của vợ nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ông đã mượn hình ảnh người lính nói chung trong thơ ca để bày tỏ nỗi lòng. Sự thật về cuộc hôn nhân của Minh Hiếu và tướng Vĩnh Lộc vẫn luôn là ẩn số bởi không ai trong cuộc lên tiếng đính chính. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận khách quan dựa trên những gì đã xảy ra, có thể thấy cuộc sống của họ không tệ như những lời đồn đại. Bất chấp những ý kiến trái chiều, Minh Hiếu và tướng Vĩnh Lộc đã có 40 năm gắn bó bên nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, cho đến khi tướng Vĩnh Lộc qua đời vào năm 2009. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu và hạnh phúc của họ. Sau giải phóng, Minh Hiếu cùng gia đình định cư tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Thỉnh thoảng, bà vẫn tham gia biểu diễn trong một số chương trình văn nghệ, đại nhạc hội của trung tâm Asia nhưng không còn có thể tái hiện thời kỳ hoàng kim như trước đây. Dù danh tiếng không còn vang dội như Khánh Ly hay nhiều nghệ sĩ khác tại Việt Nam, những người hâm mộ trung thành vẫn luôn nhớ đến giọng ca vàng một thời của Minh Hiếu. Nếu yêu thích nội dung trên, quý vị khán giả đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để trở thành người đầu tiên xem được nội dung mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!